Giờ mình sẽ phi tiếp nha. Đây là chiếc bao răng mình đã làm từ bìa giấy nha. Ok chưa? Vì này hết cỡ nha. Lại phát nữa nào. Rồi, phát này hơi yếu. Lực phi mình không được mạnh rồi. Cái này phi phải lực thật mạnh vì cái này to. Hết cỡ cho mình xem nào. Úi dù, mạnh quá. Giỏi không? Hả? Giỏi không? Em giờ không vỗ tay rồi bố. Chưa. Chưa. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn các bạn làm nha. Bằng bìa cắt tông, rất là dễ.